Lâm Thúy Vân xin gửi lời thân ái đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Lâm Thúy Vân Talk Show trên đài SPTN. Kính thưa quý vị. Hôm nay rất là đặc biệt, Lâm Thúy Vân uh, rất là hân hạnh, hạnh và được hạnh phúc, được mời được uh, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Uh, trước hết, con uh, xin gửi lời chào đến uh, cha và con con rất là, con đã làm bao nhiêu cuộc phỏng vấn nhưng mà hôm nay con đặc biệt rất là cảm động và rất là hạnh phúc mời được cha lên đây cùng chia sẻ chung với chúng chúng con trên đài SBTN. Thưa cha. Uh... Xin uh, mến chào chị uh, Lâm Thúy Vân, một ca sĩ nổi tiếng được nhiều bạn trẻ hâm mộ. Uh, hôm ừ. nay bản thân tôi cũng rất hân hạnh được uh, ngồi đây trò chuyện với chị. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn cha. Cha ơi, trước hết. Um con biết là suốt mấy ngày nay con đã được xem trên đài cũng nghe được nhiều cuộc phỏng vấn của cha. Hôm nọ con có đứng cùng với nhiều rất là nhiều khán giả để xem cái cuộc phỏng vấn live trên đài SPTN giữa cha và anh Đỗ Văn Khoa. thì cha nói rất là mạnh mẽ và rất là xúc động. ai đứng bên cạnh con lúc đó cũng nói wow cha trẻ quá mà cha làm nhiều việc quá cha hy sinh nhiều quá thì thưa cha hôm nay chúng ta bắt đầu bằng à, mở đầu chương trình này à, cuộc phỏng vấn này xin cha chia sẻ cùng chúng con à, về cuộc đời của cha à, từ lúc cha còn bé cho tới tuổi thiếu niên à, và lý do nào mà cha lại à, chọn cái con đường làm linh mục thưa cha À, xin cảm ơn chị Lâm Thúy Vân đã, đã có quan tâm đến cuộc đời của bản thân tôi Thực ra nó cũng chẳng có gì lớn lao để mà nói tôi là tôi là nông dân bố mẹ tôi là nông dân rồi tôi cũng là nông dân tôi làm nông nghiệp tôi ở nông thôn tôi thường nói vui với mọi người là tôi có ba cái nông đấy nông dân, nông nghiệp và nông thôn và cũng vì vậy mà nhiều bài báo tôi viết tôi hay lấy bút hiệu là tam nông <laughs> thì uh, uh, vắn tắt là uh, con bé thì ở nhà với bố mẹ và đi học đi làm làm nhiều hơn học khổ nhiều hơn sướng rồi thấy uh, mình khổ đã đành nhưng mà thấy người ta khổ quá khổ hơn là mình nữa thì mình cũng phải tính đường để làm sao giúp cho người ta bớt khổ và tôi thấy cái con đường hay nhất để chia sẻ cuộc sống với những người khốn khổ là hy sinh dấn thân trong đời sống tu hành thế là tôi hết trung học là tôi xin đi tu đấy tôi xin đi tu nhưng mà là tu chui rồi là về sau tôi học uh, triết học và học thần học chui, rồi uh, khi học xong thì uh, đợi mấy năm uh, xin nhà nước để được thụ phong linh mục, nhưng nhà nước thì cứ chối thôi, và rồi cuối cùng uh, tôi cũng uh, chịu chức linh mục chui, rồi uh, uh, tôi cũng phục vụ chui, tức là phục vụ trong tư cách là linh mục, nhưng mà nhiều người uh, giáo dân, ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết tôi là linh mục. À, sau khi tôi làm linh mục 3 năm thì có cha Du Xe Vũ Ngọc Bích ở dòng chú Thế Thái Hà Hà Nội à, cha là em ruột của bà nội tôi à, thì à, à, ngài mới gọi bố mẹ tôi lên mà nói rằng này cô chú ơi Khải nhà cô chú là đã là linh mục rồi đấy à, linh mục chui <laughs> thì lúc đấy bố mẹ tôi mới biết vì khi tôi thụ phong linh mục thì nhận chức trong đêm tối ở một căn phòng nho nhỏ khoảng 15 mét vuông và có một linh mục khác làm chứng và có đức giám mục đặt tay truyền chức cho tôi thế thôi và tất cả mọi việc là xong trước khi trời sáng sáng ra là tôi vẫn đi làm các việc khác như một người dân bình thường <laughs> dạ, thưa cha chúng ta lui lại thêm một tí hồi nãy cha có chia sẻ cùng con là khi cha mới có năm 6 tuổi gì đó cha cha cũng lao động và gia đình của cha hình như là nghèo khổ. Uhm, như thế nào hồi nãy cha có chia sẻ cùng à, con? Dạ. Thì uh, chuyện nó thế này, nếu mà ai sống ở miền Bắc Việt Nam vào thập niên 70, 80 thì đều biết rằng là thời đấy là cả miền Bắc khổ, cả miền Bắc đói chứ không riêng gì gia đình bố mẹ tôi. Và mọi người đều đói cả vì sao vậy? Xin thưa rằng thời đấy là miền Bắc theo chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa và họ thực hiện các kế hoạch năm năm để họ nói là đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và cái điều căn bản trong các cái kế hoạch của họ là họ thành lập các hợp tác xã nông nghiệp ở nông thôn. Thế là bao nhiêu đất đai cũng như trâu bò để để kéo cày á cũng như tư liệu sản xuất khác ấy, là nhà nước tịch thu hết và làm của chung hết và nhà nước sở hữu nhà nước quản lý và nhà nước bắt nhân dân lao động sản xuất trong các hợp tác xã nông nghiệp thế vì cái chính sách kinh tế sai lầm phản động cho nên là toàn dân bị đói cái chính sách kinh tế sai lầm phản động nó không tạo ra cho người ta cái 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 động cơ để làm việc để tạo ra sản phẩm ra hàng hóa à, cũng cái chính sách sai lầm về kinh tế về lao động đấy nó khiến cho cả miền bắc á, trở thành như một địa ngục trên trần gian vậy à, không phải chỉ làng tôi mà làng nào cũng thế thôi thời bây giờ tôi còn rất nhỏ nhưng tôi đi học thì ở trường người ta dạy chúng tôi rằng à, dập dìu cờ đỏ ven đê, sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn. À, người ta bảo là đấy là hình ảnh của một làng quê làm ăn quy mô làm ăn theo quy mô lớn xã hội chủ nghĩa, làm việc có giờ có giấc, đúng giờ ra đồng, hết giờ về lại làng. Nhưng mà thực tế ai mà biết chế độ cộng sản thì chỉ cần nghe câu thơ mà người ta khen đấy là một cái chế độ tốt đẹp đấy Câu thơ của ông Tố Hữu đấy thì cũng thấy được là đấy thực chất là một trại tập trung, như tôi cảm nhận thời bấy giờ thực chất đấy là một trại tập trung, dập dìu cờ đỏ ven đê. Đấy, cái câu đấy nó cho mình thấy là cái không khí uh, cộng sản, cái bầu khí gọi là quá khích của một chế độ cộng sản chỉ có suốt ngày hô khẩu hiệu và thực hiện những chính sách của Marx Lenin của Mao Trạch Đông nó thể hiện thế nào. À, sớm chưa tiếng trống đi về trong thôn thấy được là người ta quản lý cái người nông dân ở trong các làng quê như thế nào đúng giờ phải đi ra đồng làm việc cho hợp tác xã nông nghiệp nếu đúng giờ mà mình không đi ra đường, ra đồng làm việc theo hiệu kẻng ấy thì cán bộ công an sẽ kết án mình là người cố tình chống phá lại đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa cố tình chống đối lại cái đường lối làm ăn lớn của nhà nước và như vậy là phản động bắt đánh bỏ tù có thể mất xác đấy rồi khi đúng giờ nghe tiếng kẻng mà mình không mau chóng về lại trong làng mà còn nán lại ngoài đồng thì cũng bị bắt đấy cũng bị đánh đấy và có thể bị tù và có thể chết mất xác đấy vì lúc đấy các cán bộ quy cho mình là um, cố tình dây dưa nán lại ngoài đồng để ăn cắp hoa màu và các vật tư nông nghiệp dùng cho sản xuất đấy cho nên cái đời sống trong làng nó rất là ngột ngạt đầu làng một điếm canh cuối làng một điếm canh tức là, và luôn luôn có dân quân vác súng đứng canh ở đấy gác ở đấy và mọi người đi ra khỏi làng đều phải có phép của chính quyền hết ra khỏi làng thôi chứ chưa phải là đi ra khỏi huyện khỏi nước đều có phép của chính quyền nếu mà không có giấy tờ của chính quyền đi vào ra làng đi ra làng có thể bị bắt có thể bị đánh bất tử có thể bị cướp hết đồ đoàn nghĩa là cái không khí làng quê đó tôi nhớ lại là nó rất ngột ngạt nó rất tù túng và nó rất đói khổ lầm than nó đói khổ đến mức độ nào thì tôi còn nhớ là trong làng thì chẳng có nhà nào không đói cả mà tôi nhớ là có người một thiếu nữ bị bệnh tim không có không thể có tiền thuốc mà chữa được thì chị đó cũng chết. Mà chết còn không có quan tài. Mà phải tạm lấy chiếu bó lại. Tôi còn nhớ nó đói như vậy. Và đói đến nỗi này này. Nghĩa là một năm không biết là được mấy bữa cơm no. Nó vậy. Còn nói ăn thịt thì là cực hiếm. Một năm chỉ được vài lần là có thịt để ăn thôi. Mà chỉ là thịt lợn thôi. Thịt heo đấy. Bởi vì lúc đó là nhà nước tập trung hết cả lương thực thực phẩm trong tay nhà nước. À, nông dân ví dụ như nhà tôi mà có nuôi được một con heo á uh, miền nam gọi là heo chứ miền bắc chúng tôi gọi là lợn <laughs> có nuôi được một con lợn thì uh, khi nó lớn lên cũng phải cũng phải bán cho nhà nước gọi là cân nghĩa vụ chứ nếu mà chúng tôi lấy con lợn đấy chúng tôi làm thịt để cho gia đình chúng tôi ăn là lập tức công an vào bắt ngay rõ là lợn của mình mà mình không được làm thịt nếu mình làm thịt là bị công an bắt và tôi đã chứng kiến mấy nhà hàng xóm tôi làm thịt lợn trộm bị công an bắt được và họ phạt họ rồi là họ bắt ông chủ nhà là ra trước toàn thể dân làng họp lại và bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn dân là đã vi phạm chính sách của nhà nước tôi đã vì tôi đã làm thịt lợn do tôi nuôi được <laughs> một cái chuyện mà bây giờ nói trên thế giới cũng thấy khó hiểu như đấy là chuyện rất bình thường xảy ra ở miền bắc việt nam cho đến cho đến hết thập niên 70. Đấy, đói vô cùng đói mà mọi người nhà nước nắm hết đất rồi, hết tư liệu sản xuất rồi và mình phải phụ thuộc vào nhà nước thôi. Và nhà nước nhà nước để mình đói khổ thế nào là trong tay nhà nước, nhà nước nắm được cái dạ dày của mình, mình cũng không thoát được khỏi cái làng đấy mà thoát thì đi đâu đi làng khác cũng vậy thôi đi vùng khác cũng thế thôi cho nên phải sống ở trong nhà trong làng của mình trong cái cảnh đói khổ cùng cực vậy ăn rau ăn củ chuối ăn khoai ăn sắn mà nhiều lúc khoai sắn cũng không có nữa. cho nên tôi nói là cực đói mà hầu như tôi thấy là năm nào cũng có người chết vì đói chết vì đói là đói quá không có cái gì ăn ăn những cái thứ nào đó họ kiếm được cho đầy bụng thế là nó bị ngộ độc là bị chết Đấy. Cho nên lúc đấy ở miền Bắc chúng tôi mới có câu thế này này, nói về đảng này. kêu là cái gì cũng bán theo tem phiếu nhà nước hết, thịt cũng bán theo tem phiếu nhà nước, lương thực thực phẩm cũng bán theo chế độ tem phiếu, quần áo vải vóc này cũng bán theo chế độ tem phiếu. Cái gì không có tem phiếu là không mua được, dầu thắp, không có điện chỉ thắp bằng dầu thôi, nhưng mà cũng phải cực kỳ tiết kiệm, kẻo mỗi một năm mình được vài lít dầu thì không đủ thắp để soi tối. Cho nên chúng tôi mới nói là lúc đó mới nói là À, mới hay đảng cũng là rời nha bắt phong trần phải phong trần cho mayo mới được phần mayo ấy người miền bắc chúng tôi đọc như vậy cái áo mayo bên trong đấy được. bắt bắt cởi trần phải cởi trần đảng đấy bắt cởi trần phải cởi trần cho mayo mới được phần mayo kính <laughs> thưa quý vị lâm thúy vân và cha khải sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại xin quý vị hãy giữ màn hình à thưa quý vị à, lâm thúy Văn xin trở lại với lại cha nguyễn văn khải thưa cha hồi nãy giờ con ngồi nghe mê mệt về cái chia sẻ của cha và cái sự mà 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 đau thương như như là trẻ con mà phải đi lao động mà những người đói thưa cha con có đọc qua một bài viết về cha nói về khi cha còn với tuổi thiếu niên cha thấy một một bà già gõ cửa ở nhà thờ xin cha chia sẻ về cái vấn đề này mà đây là một trong những cái lý do mà cha muốn đi tu. À vâng, cảm ơn ừ. chị. Đúng là như thế, cuộc đời con người ta nhiều khi bắt đầu bằng những cái chuyện tưởng như rất là vô tình, ngẫu nhiên nhưng thực sự khi nhìn lại thì đấy thấy đều là những cái dấu hiệu mà Chúa mời gọi mình, là à. những cái dấu hiệu mà Chúa mời gọi mình qua đấy để dẫn thân vào một cái con đường nào đấy. Ví dụ như tôi đây là tôi thấy cái chuyện mình bắt đầu có ý muốn đi tu làm linh mục là nó hết sức buồn cười là thế này hồi đấy thì làng quê tôi khổ lắm tôi nói rằng là uh, trẻ con là sáu tuổi phải đi làm đồng là bình thường tôi đến sáu tuổi cũng đã phải đi làm đồng bảy tuổi đã mò cua bắt ốc ở dưới sông dưới đồng ruộng rồi. dầm mình suốt ngày ở ngoài đồng rồi đấy. tất cả chỉ nỗ lực lo làm sao để cho có cho cái bụng mình nó đỡ đói và 7, 8 tuổi đã phải đi nhổ mạ Rồi là đi chăn ngỗng, chăn trâu, chăn bò ngoài đồng Rồi là đi đánh dậm, đánh lưới để lấy tôm, lấy cá Bán để người có thể mua được chút gạo, chút khoai Thế thì có lần đó thì tôi nhớ là cỡ khoảng khoảng, khoảng 5, 6 tuổi tôi đang, tôi đang nấu bếp Tôi đang ngồi trong bếp nấu cái này nấu ăn nấu cơm bằng bằng rơm bằng dạ 6 tuổi là tôi đã nấu cơm bằng dơm bằng dạ được rồi chứ không phải là có nồi cơm điện như bây giờ và nấu trên ba cái đầu rau xếp lại này tức là ba cục đất xét khô <laughs> thì tôi đang ngồi nấu này thì nhìn qua sân thì là cái nhà thờ ở đằng trước nhà tôi thế thì cái nhà thờ giáo sứ đấy tôi lớn lên đã thấy có nhà thờ đấy rồi và ngọn tháp rất cao thế nhưng mà tôi thấy là nhà thờ luôn đóng cửa tất cả các cửa đều đóng hết và chung quanh nhà thờ thì cây cối mọc um tùm cây đấy là do các cụ trong hội phụ lão trồng trong cái chế độ cộng sản dưới cái thời mà hợp tác hóa xã hội chủ nghĩa thì nhà nước tập trung mọi đất đai trong tay nhà nước ngay cả đất xung quanh nhà thờ nhà nước cũng lấy để trồng cây thành cây của hợp tác xã và các cụ phụ lão có nhiệm vụ trồng cây đấy và để cho cây lớn lên để các nhà nước thu hoạch cây đấy ao nhà thờ thành ao hợp tác xã nhà nước nuôi cá ở trong ao hợp tác xã còn cái cái nhà mà bây giờ mình gọi là nhà xứ đấy ở đây hình như là đề là Paris House à. đấy. thì cái nhà đấy nhà nước lấy làm trường học để dạy mọi người chứ không có cha xứ còn nhà thờ thì bịt kín cửa nhưng hôm đấy tôi đang ngồi nấu ăn thấy có một bà cụ bị điên ở thôn bên cạnh bà ấy đến bà ấy khóc lóc rất lâu ở trước cửa chính nhà thờ Thế bà cứ đập tay vào cửa nhà thờ thế này, bà ấy khóc, bà ấy than rằng là nhà thờ đây mà tại sao đóng cửa, nhà thờ đây mà cha ở đâu. Tôi cứ thấy bà ấy than mãi hết câu nhà thờ đây mà cha ở đâu, thì tôi cũng không biết cha là thế nào. Tôi thì lúc đấy cũng đã biết làm dấu, cũng đã biết đọc Kinh Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh, nhưng tôi nghe bố mẹ tôi nói đến Đức Cha. Vì một cha quê ở trong thôn chúng tôi là Phaolô Bùi Chu Tạo là được tòa thánh tuyển chọn và bổ nhiệm làm giám mục có nghĩa là làm đức cha cho nên từ bé lớn lên thì bố mẹ tôi chỉ nói với tôi về đức cha thôi nên tôi chỉ biết đức cha chứ không biết cha mà ông chỉ nghe đức cha và ông chỉ thấy đức cha thôi chị cũng chưa bao giờ thấy cha cứ thấy bà đó gõ cửa nhà thờ đây mà cha đâu thế là đến lúc bố mẹ tôi đi làm đồng trở về tôi mới hỏi là bố mẹ hôm nay bà đập cửa hỏi đấy thì cha là thế nào thế bố mẹ tôi mới giải thích cha là linh mục coi giáo xứ là người có chức vụ bé hơn đức cha trước đây ở xứ mình là có một cha rất là can đảm rất là dễ thương Uh, tên ngài ấy là mắt thêu hậu yeah. thế nhưng mà uh, công an của nhà nước cộng sản đã bắt ngài rồi là đấu tố ngài rồi uh, giam giữ ngài ở một trại giam ở cái xã khánh phú gần chỗ uh, khánh an khánh phú gần chỗ nhà tôi đấy thế thì sau vài ngày giam giữ là họ đánh chết cha rồi và sau khi giết chết ngài thì họ chôn mộ ngài ở trên cánh đồng đấy thế là uh, tôi thấy uh, Bố mẹ tôi kể cho tôi nhiều ngày mới hết chuyện về cha mát theo hậu đấy. Thế thì tôi mới nghe thấy cái lời than của bà uh, bị điên kia kìa. Tôi mới thấy có một cái gì đó vô cùng quan trọng, vô cùng khẩn thiết và vô cùng thiêng liêng. Và tôi thấy cái từ cha mà bà ấy thốt lên là nó rất quan trọng đối với bà và đối với những người khốn khổ. Thế là tôi đã phải tìm hiểu xem cha là thế nào sau khi mà tôi nghe bố mẹ tôi nói về chuyện mà cha mát theo hậu ở xứ tôi bị bắt bị giết như vậy thì tôi mới quyết định rằng mình lớn lên phải làm sao để có thể làm cha để mà giúp đỡ những người khốn khổ đáp ứng cái tiếng kêu thảm thiết thống thiết của cái bà điên kia đấy cho nên là làng tôi thì thời đó quá nghèo khổ và thường người ta không có đi học cùng lắm là học cho biết đọc biết viết thôi rồi phải đi mò tôm bắt cá đi lao động để mà kiếm cái gì ăn cho đầy bụng nhưng mà vì tôi có ước muốn đi tu cho nên uh, uh, tôi phải cố gắng làm sao học cho hết trung học tức là hết tú tài uh, hồi đó là người dân công giáo trong uh, làng chúng tôi cũng như làng khác họ luôn xác tín một điều mình là người công giáo như là công dân hạng hai có học lên cao cũng không làm vương làm tướng gì có học lên cao thì cũng chẳng bao giờ được uh, bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng gì trong các cơ quan công sở trong hệ thống chính quyền. Ngay bây giờ cũng vậy. Ngay bây giờ người công giáo cũng vẫn là công dân hạng hai chứ không thể nói là ba chục năm trước hay bốn chục năm trước. Thế thì người công giáo là bị loại trừ ra khỏi cái cái hệ thống chính trị, cái bộ máy quản lý hành chính và khỏi cả cái nền giáo dục đào tạo nữa. Người công giáo có học giỏi chăng nữa, khó mà có thể nói là mình vào được đại học. Thời đó công giáo thi có đậu đại học cũng gạt ra ngoài. Anh con ông bác tôi thi đậu vào hai đại học quân y với kinh tế đủ điểm đi học ngoại quốc ấy, nhưng mà họ cũng gạt họ không cho đi. Còn những người nào mà để đi học đại học được là phải chối bỏ cái tư cách có đạo của mình, phải ghi vào lý lịch là không tôn giáo. <laughs> cho nên á chính bởi vì cái 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 chính sách loại trừ người công giáo ra khỏi cái cái hệ thống giáo dục, ra khỏi hệ thống quản lý hành chính chính trị như vậy thì uh, người ta thấy là uh, tốt nhất là không nên đi học. Chưa kể là khi mình đi học như vậy thì nhà nước nó còn nhồi nhét vào trong trong đầu óc mình những cái tư tưởng chống phá đạo, nhồi nhét vào trong đầu óc mình những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản, về Mác Lenin, về Đảng, về bác. Uh, rồi là chưa kể đi học có thể suốt ngày nghe nghe này, suốt ngày nghe nhà trường nói xấu về đạo. Thực chất là tôi đi học trong bằng đó năm trời ở phổ thông trung học 11 năm trời tôi thấy rằng là nhà trường thường xuyên nói xấu và có cái nhìn xấu và nói xấu về đạo công giáo và họ luôn luôn coi những người công giáo là những người phản động Đấy. thực sự là là cái chính sách tuyên truyền và thù hận chia rẽ tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản nó rất tinh vi và nó rất là hiểm độc và nó có hệ thống và khi người ta thấy mà đi học cũng không có tương lai gì thì mặc chưa kể là còn mất đạo mất đức tin thì người công giáo bảo nhau là thôi ta không đi học nữa học thấp thôi thế nhưng mà may cho tôi là có một người ông em bà nội đó là làm linh mục ở hà nội đấy thì ngài nói rằng là để đi tu được thì phải có trình độ văn hóa cho nên tôi cố gắng học hết trung học tức là hết tú tài để đi tu và tôi chỉ có một mục đích là khổ mấy thì khổ phải cố gắng học hết trung học để đi tu cho nên tôi chỉ đi học độ một buổi sáng thôi nhưng mà sáng này sáng dậy tôi phải đi vớt bèo đi băm bèo đi nấu cám cho lợn ăn sau đó là nấu cháo cho em ăn rồi đưa em đi đến nhà trẻ rồi quét nhà quét sân sau đó mới ăn vội và cắp sách chạy nhanh đến trường học học xong chưa về lại phải nấu cơm lại phải giúp em như vậy vì bố mẹ đi làm đồng về muộn cứ làm như vậy rồi chiều ấy lại phải đi làm đi chăn trâu chăn ngỗng rồi nếu mà có buổi học chiều nữa thì mình phải tính toán làm sao buổi trưa thì mình cũng phải đi đi tranh thủ đi chăn trâu một tí trong chiều chạy đi học vì nhà tôi là tôi lúc đó cũng còn bé mà rất đông em tôi có tôi có sáu người em tôi nữa là bảy cơ mà cho nên phải giúp em giúp bố mẹ giúp việc nhà giúp việc đồng thế nhưng mà tôi quyết tâm phải làm sao học hết trung học để đi tu và đúng trong lúc học trung học tôi đã tìm hiểu với cha du xe vũ ngọc bích ở dòng chú thế hà nội là em của bà nội tôi đấy thế là ngài cũng thích tôi thế là khi tôi học xong trung học một cái thi tú tài một cái biết điểm là mình đã đậu rồi có bằng tú tài một cái thế là tôi vào nhà dòng tu ngay với danh nghĩa là cháu của ngà của cha vũ ngọc bích cháu ra giúp ông trong lúc tuổi già đấy là công khai ra phía nhà nước là cháu giúp ông trong lúc tuổi già nhưng thực tế là ngài cũng giúp tôi tu nữa chuyện ừ. rất là vậy kính thưa quý vị tạm thời lâm thúy vân đã hết giờ cho cái show trên ngày hôm nay nhưng mà lâm thúy vân và cha nguyễn văn khải sẽ trở lại với quý vị với chương trình uh, sau đây uh, kế tiếp thêm nữa một buổi phỏng vấn nữa hôm nay thì đã hết giờ thì mình phải chờ cho cái show sau vậy cha nhá con mời lại uh, con mời cha trở lại với chúng con uh, trong show kế tiếp của lâm thúy vân talk show xin cảm ơn <laughs> chị lâm thúy vân và xin cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ Bớt chút thời gian để mà nghe cái câu chuyện dài mà cũng là câu chuyện buồn của bao nhiêu con người ở miền Bắc chúng tôi Hồi những thập niên 50, 60, 70 và nửa đầu 80 Mà như thế hệ của tôi, tôi đang kể đấy là thập niên 70 và nửa đầu 80 đấy dạ, Xin vâng. cảm ơn chị và cảm ơn quý vị thánh giả dạ, Cảm ơn cha Xin hẹn gặp lại quý vị trong show kế tiếp Xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày rất vui